chào mừng tất cả mọi người đến với kênh anh túc predictor trong nội dung chia sẻ video ngày hôm nay thì uh, túc chia sẻ à, mọi người quả uh, kèo uh, tôm tôm à tô đấy uh, tôm à đấy uh, chúng ta cùng nhau giải cái mã cốt để chúng ta nhận uh, uh, phần thưởng từ dự án uh, và một cái số vấn đề uh, lắm anh em hỏi mình uh, giải cái mã cốt không được và uh, uh, mình uh, hướng dẫn cũng như là cái mẹo để cho mọi người kiếm được nhiều nhất cái đồng tomato có thể nha mọi người nha còn đối với những người mới chưa tham gia kèo của mình thì anh em nhanh chóng kích đường link dưới phần mô tả để chúng ta tham gia kèo tô market nha thì theo thông tin dự án thì kèo nó cũng đang đến là giai đoạn hồi kết rồi nên là anh em cố gắng là tham gia càng sớm càng tốt đấy rồi trước tiên thì à mình và mọi người cùng đi giải cái mã cốt á à mã cốt ngày 20 tháng 10 á, để chúng ta nhận cái phần thưởng từ to Market nha nhé Tomato rồi, chúng ta sẽ vào cái phần uh, bot ở uh, trong telegram cho, cho mình, trong đó chúng ta kích cái phần stack cho mình này đó. thì uh, lắm anh em hỏi bảo là em vào cái uh, thẻ có nghĩa là mở khóa cái thẻ uh, này thẻ combo này để chúng ta nhận thưởng này, không thể nào mà mở được, đấy thì anh có cách nào không? đó thì nó một cái sai lầm uh, rất lớn của mọi người đấy, thì uh, như cái dự án yêu cầu chúng ta phải là hoàn thành tất cả các nhiệm vụ uh, sơ của nó đây nhiệm vụ sơ của nó để chúng ta có thể là mà uh, chúng ta uh, gọi là giải cái combo được để chúng ta làm tất cả các nhiệm vụ sơ nhá nha uh, trên cái năm cái nhiệm vụ là chúng ta mở khóa có a à, có nghĩa là chúng ta làm được ở đây đi combo rồi đó À, thì hiện tại anh em có thể thấy là mình làm được năm uh, 5 cái nhiệm vụ rồi Đấy cái nhiệm vụ số sổ của nó nha bắt buộc nha thì để chúng ta mới bắt đầu với uh, giải cái, cái mật mã được uh, Daily đây combo được đấy cái mật mã Daily combo ngày 20 tháng 10 là chúng ta kích cái phần khỏi chấm cho mình này mới luôn mới cái mật mã này nó còn 23 giờ nữa nó kết thúc và chuyển giao sang cái đây lưu combo mới thì mình sẽ cập nhật ở trong group telegram của mình sau nhé rồi à, chúng trước tiên thì chúng ta kích ở phần con mèo ở góc trái màn hình cho mình này đây là một nhá kích theo thứ tự 123 nhé. một này đó hai này hai thì để con màu xanh này cho mình này xanh uh, rồi ba này con màu uh, đen xám này cho mình này rồi tự động là nó xoay và stack mình phải làm cái stack của nó cơ bắt buộc uh, đấy có nghĩa là nó hiện cái hiện lên cái như vậy là bắt buộc là chúng ta phải làm cái stack của nó stack của nó là gì stack ở đây stack của nó chúng ta kéo xuống này đây, đây cái nhiệm vụ stack của nó đây oh, uh, what video chúng ta kích vào star cho mình này rồi chúng ta quay sang này không biết có được chưa chúng ta vào lại em nào sờ ta này rồi một này hai này ba này vẫn còn một cái sở nữa mở khóa sở tách này yêu cầu mở khóa sở tách này à còn cái sở tách này đúng không sở tách này đây Đấy. thêm uh, biểu tượng cà chua vào uh, cái đằng sau từ uh, sơ tên telegram uh, của mọi người thì chúng ta kích phần star cho mình này rồi sau đó thì chúng ta sẽ copy em uh, uh, emoji này tức là copy cái uh, cái quả cà chua này rồi uh, kích vào phần copy cho mình này rồi sau đó thì uh, anh em sẽ quay sang À, quay sang profile uh, tên gam mọi người ví dụ như của mình là anh Tuk character ở trong tên gam ấy chúng ta sẽ dán cái quả cà chua này bên cạnh này đó hoặc là uh, dán bên cạnh này cũng được dán bên cạnh phần dưới đi đúng không ạ dán vào rồi sau đó thì chúng ta uh, tích uh, vào cái phần uh, tích này rồi sau đó chúng ta kích phần star cho mình quay lại này bot này rồi cao xuống này chúng ta kích phần clam này clam có cái xem video của lãy đấy thoát ra vào lại đấy rồi Stack cái kích vào star cho mình này Vừa dán cà chua vào đúng, đúng không ạ Kích của phần là uh, chúng ta copy uh, stack một này Kích vào phần này cho mình Vì uh, mình đã dán quả cà chua vào rồi mà Kích vào Rồi nhá Vậy là hai nhiệm vụ làm thành xong Rồi chúng ta kéo lên này Chúng ta kích phần daily combo này Rồi Một này Hai này Ba này Được không ạ Được chứ Đấy như mọi người có thể thấy không ạ Mình nhận được 20.000 tomato nhá Và một sao nhá Đấy Ngày 20 tháng 10 nha mọi người nhá còn mình sẽ cập nhật ở cái video ở trong group của mình liên tục uh, cái daily combo này. Rồi sau đó thì uh, để mà kiếm nhiều nhất cái đồng tomato có thể để chuẩn bị uh, TGE từ dự án thì uh, trước tiên thì chúng ta có thể là uh, cái phần của táo đang rơi này đúng không? Kích vào thì hàng ngày thì chúng ta sẽ nhận được free 5.000 cái đồng tomato này cứ 24 giờ nha đương nhiên là mình nhận rồi chúng ta kích phần này nó sẽ hiện nó màu đỏ lên đỏ cái từ cờ lam lên chúng ta nhận này rồi thứ hai nữa thì chúng ta có thể kích phần quần vỏ này cho mình này A kích cái phần cái hộp quả này cho mình này. Hộp quả này thì uh, nó yêu cầu anh em phải mua sao rồi, không thì cái này mình không hướng dẫn mọi người mua nhá đấy. À, con này tên 31 tháng 10 nhá. đấy nó thẳng như thế. Ờ, kích cái phần free này cho mình này ở chúng ta kích cái phần spin này. chúng ta nhận sập pin tương ứng này. đấy. rồi. tiếp sau đó thì tiếp tục cái pin này. càng nhiều sập pin chúng ta càng quay thôi. ok. vậy là mình hết sập pin rồi hết chỉ này thôi nhá đấy nó yêu cầu mua sao thôi cứ free là mình chiến rồi đúng không ạ ở cái nhiệm vụ chơi này cũng thế rồi chơi uh, game để chúng ta nhận thôi à, chúng ta kích vào chơi game và kích vào cà chua thôi nhá đó mình hướng dẫn khá chi tiết đấy còn anh em mà không hiểu thì có thể nó comment dưới mình sẽ hỗ trợ tất cả mọi người nhá bây giờ chào tất cả mọi người hẹn gặp mọi người video tiếp theo